Sáng ngày 2 tháng 7, đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá thanh niên khối các cơ quan doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2022. Giải bóng đá là hoạt động mở đầu hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 của đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên thanh niên giao lưu tranh tài, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hội thao này cũng là nhằm mục đích là để các đơn vị gắn kết với nhau, qua đó cũng là mình giao lưu về thể dục thể thao và có cái sự gắn kết trong công tác đoàn, cũng như là chia sẻ để các đồng chí là có cái môi trường để mà qua đó chúng ta học tập, rèn luyện và chúng ta phấn đấu. Tham gia giải bóng đá có 17 đội bóng nam và 2 đội bóng nữ với hơn 200 vận động viên là đoàn viên thanh niên trong các cơ quan doanh nghiệp có tổ chức đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Các đội tiến hành bốc thăm chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích cao nhất ở các bảng để vào thi đấu các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Sau một thời gian chống dịch với một thời gian rất là dài, thì đây cũng là một thời gian để cho tất cả các anh em trong bệnh viện được xả chết và có thêm cái nguồn động lực để mà tiếp tục cái công việc của mình là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Giao lưu đá bóng giữa các đơn vị với nhau thì đã đem đến cho đoàn viên thanh niên là một cái sự phấn khởi, một cái sự gắn kết giữa đoàn viên thanh niên với lại doanh nghiệp, rèn luyện sức khỏe, rồi là nhiệt tình trong công việc, có nhiều sức khỏe để làm tốt công nhiệm vụ được giao. Chơi này tạo cho các doanh nghiệp trong tỉnh mình có thời gian để rèn luyện thể lực, cảm thấy một thoải mái hơn trong công việc và có tạo được cái sức khỏe tốt hơn. Giải bóng đá thanh niên khối các cơ quan doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2022. Riêng 2 đội bóng đá nữ sẽ tham gia thi đấu vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2022.